Xin chào tất cả anh em, hôm nay thì xin giới thiệu anh em một chiếc Senco Chronometer 35G. Ở đây anh em có thể nhận thấy đó là dòng 5722A. Cái điểm khác biệt của những chiếc 5722A và 430 đó là những chiếc dấu hoa thị hoặc là hoa tam giác ở dưới chữ Diashock 35GL. Chiếc này mình giao lưu với giá là 33 triệu không khóa. Nó có khóa zin nhưng mà khóa thì mình sẽ giao lưu riêng. Về tổng thể chiếc đồng hồ còn rất là đẹp nguyên zin, núm zin đúng đời. Ba chiếc núm của những dòng như thế này thì anh em có thể là chơi thì có thể nhận biết được. Đây là đáy sư tử của nó là 5722A, và đây là dòng một trong những dòng nó khá là hay của dòng Chronometer, sản xuất tháng 7 năm 1965. Chiếc medal của nó là chiếc sư tử và con sư tử này nó bằng vàng. Đã là khá là lâu thì mình mới trở lại những cái sản phẩm mà nó về Senco như thế này, và đặc biệt là thời gian đây thì những cái sản phẩm mà mình đang hướng tới đó những chiếc Chronometer, bởi vì những chiếc GS45 và GS46 mình bán khá là nhiều, GS62 mình cũng như GS44 mình đang quay trở lại bán những cái sản phẩm như thế này. Những cái sản phẩm về những chiếc Grand Senco so với những chiếc 45 và 61 thì đương nhiên là cái độ chính xác và cái độ sai số của nó chắc chắn sẽ không bằng. Tuy nhiên thì cái tính chất sưu tầm của nó sâu hơn, và đây là một trong những nền tảng nó khá là vững ở trong cái thế hệ Grand Senco. Đối với lại những chiếc Grand Senco thì cái dòng Chronometer thì nó có 7 loại, thì 5722A, 5722B, 430, Senco Liner Chronometer, kinh chữ nghiêng, kinh chữ thẳng, GS rất là nhiều. Nếu mà sưu tập đủ cái bộ đấy nó cũng là khá là tốn tiền, nếu mà tùy đủ các cái dòng đời và dòng kể cả dòng cáp nữa. Đây là dòng thép. Cái điểm đặc biệt của những cái chiếc như thế này thì là nó là kim cọc của nó rất là bắt sáng, rất là đẹp. Những cái sản phẩm hiện như thế này thì hiện nay thì trên thị trường thì có lẽ là anh em ít giao dịch, ít mua bán hơn. Khoảng 3-4 năm trước thì có lẽ là cái dòng này nó còn thịnh và anh em thích hơn so với những dòng 45 và 61. Tuy nhiên thì theo cái thời gian nó đã thay đổi, theo cái thị trường của thế giới thì bây giờ hiện tại thì anh em thích 61 và 45 hơn, đặc biệt những cái dáng 8.000 nó rất là dễ đeo. Tuy nhiên thì đối với cá nhân mình thì khi anh em chơi những cái sản phẩm như thế thì mình sẽ quay lại những cái sản phẩm mà ít anh em buôn bán và chơi hơn, thì cái lịch tập khách hàng nó sẽ rộng hơn và cũng nhiều anh em sau khi chơi những cái sản phẩm 61 và 45 sẽ có một cái nhận thức khác, cũng như là đã có trải nghiệm đủ thì mình chơi những cái dòng như thế này nó rất là hay. Thường thì trước kia thì anh em lại chơi những cái sản phẩm như thế này trước, sau đó thì mới chơi 45 và 61. Tuy nhiên thì hiện nay thì cái xu hướng nó ngược lại. Tình trạng chiếc này còn khá là đẹp mà máy móc chạy thì ổn định. Vâng, xin cảm ơn anh em. Chiếc này giá giao lưu của mình là 33 triệu.